Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. 6 lỗi đại kỵ trong phong thủy nhà bếp gây hao tài phá lộc. Nhà bếp là nơi chủ quản của đồ ăn thức uống, vì thế để tránh bệnh từ miệng mà vào, vấn đề phong thủy sức khỏe cần phải được coi trọng. Nói đến phong thủy nhà bếp, có lẽ nhiều người cũng đều nghĩ đến vấn đề sức khỏe trước tiên. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm và tìm hiểu về phong thủy, hẳn ít nhiều cũng biết được rằng nhà bếp cũng còn được coi là kho tài lộc của cả gia đình, đại diện cho vận tài lộc của gia chủ. Chúng ta làm việc vất vả, chẳng quản nắng mưa, há chẳng phải vì chuyện cơm áo hay sao? Chính vì thế nên càng ngày càng có nhiều gia đình quan tâm hơn đến vấn đề phong thủy nhà bếp, muốn cải tạo nhà bếp sao cho vừa đẹp về thẩm mỹ, vừa hợp về phong thủy. Có điều trong phong thủy nhà bếp có 6 lỗi đại kỵ tuyệt đối chưa nên mắc phải, kẻo sẽ khiến cho tài lộc trong nhà tiêu tan, tài khí khó lòng tích tụ, chẳng sớm thì muộn cũng tán ra bại sản vì tài lộc thất thoát. Cùng Lịch ngày tốt khám phá xem đó là những lỗi nào bạn nhé. 1. Vòi nước hay đường ống nước bị rò rỉ. Trong nhà bếp không thể thiếu được vòi nước hay đường ống nước dùng để cấp nước trong quá trình sử dụng nấu nướng, dọn dẹp. Nếu vòi nước nhà bạn không thể đóng chặt hay đường ống nước vì nhiều nguyên nhân mà để nước bị rò rỉ ra ngoài, thì chắc chắn đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình tài lộc của bạn. Bởi nước là thủy, đại diện cho tài lộc, mà nước rò rỉ cũng chính là tài lộc thất thoát, trôi đi theo dòng nước. Hũ gạo trống không. Có thể bạn không biết, nhưng hũ gạo đóng vai trò quan trọng tới việc chấn tài. Đặt hũ gạo đúng chỗ có thể khiến cho tài lộc vượng phát. Hũ gạo đầy là tài lộc đầy nhà. Ngược lại, hũ gạo trống không hay không có hũ gạo thì chắc chắn là điểm phá tài. Nhà kho trống rỗng, chẳng còn chút của cái nào sót lại. Đó là vì gạo đại diện cho tài lộc, không có gạo tức là kho tiền của bạn chẳng có gì. Đặc biệt, hũ gạo rất kỵ màu đỏ, tuyệt đối không nên chọn hũ gạo có màu này. Đỏ là màu của hành hỏa, màu của lửa hỏa sẽ tiêu đốt tiền tài, khiến cho vận trình tài lộc nhanh chóng sa sút. Dù có kiếm được nhiều tiền thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng thể giữ lại ở trong tay. 3. Đặt máy giặt trong nhà bếp. Đây là một lỗi đại kỵ trong phong thủy nhà bếp. Nhiều gia đình vì thuận tiện nên đặt ngay máy giặt trong nhà bếp, vô tình khiến cho lượng nước cần tiêu thụ ở vị trí này gia tăng rõ rệt. Nước chảy thì tiền bạc tiêu hao, lượng nước máy giặt cần dùng là quá lớn, khiến cho mất cân bằng ngũ hành thủy hỏa trong nhà bếp. Bên cạnh đó, nước xả ra từ máy giặt không được sạch sẽ, ảnh hưởng đến vận khí trong nhà bếp. Ngoài ra, nếu xét về vấn đề sức khỏe thì trong nước xả đó có chứa rất nhiều vi khuẩn không tốt cho sức khỏe con người. Nếu để vi khuẩn đó xâm nhập vào thức ăn trong nhà bếp thì càng thêm bị hại, coi thường vị trí đặt máy giặt có thể khiến cho tai họa khôn lường ập xuống. 4. Bếp nằm gần đường, ống nước chính. Thủy khí từ ống nước và hỏa khí từ căn bếp mà gặp nhau tất sẽ sinh xung khắc, dễ khiến cho thủy hỏa bất dung. Do đó khi bài trí và sắp xếp nội thất trong nhà bếp, cần phải chú ý không đặt bếp cạnh những đồ vật mang hành thủy hay chứa nhiều nước như là chậu nước, ống nước, vòi nước, tủ lạnh. Cũng nên đặt vị trí bếp ở đối diện những đồ vật này. 5. Đặt gương trong nhà bếp. Lắp gương trong nhà bếp là một trong những lỗi đại kỵ của phong thủy nhà bếp, đặc biệt gương không được chiếu tới bếp. Nếu gương được đặt ở vị trí bức tường phía sau bếp thì sẽ chiếu tới thức ăn trong nồi, khiến cho tác hại càng thêm lớn. Thiết kế như vậy trong nhà bếp được gọi là thiên môn hỏa, sẽ khiến cho gia trạch gặp phải hỏa hoạn hay khiến cho gia chủ gặp phải điểm bất hạnh. Tuy nhiên, nếu đặt gương chiếu ở nơi bàn ăn của gia đình, phản chiếu đồ ăn trên bàn thì lại có thể tăng thêm tài lộc cho gia chủ. 6. Nhà bếp nằm ở hung vị phá tài. Hướng đặt bếp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và túi tiền của gia chủ. Nhà bếp thuộc hành hỏa và phương vị hành hỏa trong gia trạch là hướng nam. Nếu nhà bếp của bạn được đặt ở hướng nam trong nhà thì hỏa khí đắc vị, công danh sự nghiệp cũng như tài lộc của gia chủ được trợ lực, bừng bừng hỏa khí, sức sống dồi dào. Nếu đặt nhà bếp ở hướng đông thuộc hành mộc, mộc sinh hỏa cũng là điểm cát lợi, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, không bao giờ cạn. Đây được coi là cách đặt mộc hỏa thông minh. Theo phong thủy đời sống, nếu xét về yếu tố vệ sinh sức khỏe thì hướng đông nam, bốn mùa đều có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nóng lạnh vừa phải, có thể quét bay khí xấu trong nhà bếp. Đặt nhà bếp ở phương vị này còn có thể đảm bảo độ tươi ngon của thức ăn, nhờ đó mà đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Còn nếu như nhà bếp đặt ở hướng tây bắc thì lại phạm phải lỗi đại kỵ trong phong thủy nhà bếp, đó là hung vị phá tài sẽ tạo ra cách cục hỏa chiếu thiên môn. Sách xưa có viết: hỏa chiếu thiên môn tất tổ huyết, hỏa thiêu thiên môn gia đạo bất hòa. Vì thế nếu đặt nhà bếp ở hướng tây bắc thì nên thay đổi ngay, kẻo chẳng sớm thì muộn tiền bạc cũng tiêu toan, hao tài phá tài mà gia chủ còn dễ gặp họa huyết quang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn luôn may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.